nay bọn em dần bước về nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Giống rằng người yêu của em cũng khá vị chua. Đời đâu biết bao ngờ, hào hoa vốn nặng nề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng. Ánh mắt đã tìm nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng. Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lụy phiền. Khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Phải đề phòng bởi người hào hoa ít khi được tin thị chung.